Dạ em bị người chồng cũ dùng xăng gây ra bệnh gì? Em đi làm về xe nó bị hư. Ừ. Rồi em ngồi em sửa bình xăng. Ừ. Trong lúc sửa thì em có đốm thuốc. Đó. Nhưng bất cẩn bỏ bên cái bên. Quên đúng không? Lúc này dạ. Em quên đúng không Minh? Dạ. Em bỏ đi thuốc hả? Bỏ em đi bỏ cái cái bên bên á. là lây anh xả xăng. Thôi giờ em cũng ở mình với hai đứa con. Thì anh giờ cũng gia đình thì cũng ở mình. Thì thôi giờ hai hoàn cảnh nó giống nhau. Mình cho thùng gạo hợp tác nấu cơm ăn đi. Trời ơi. Thì lúc đó gia đình không ai chấp nhận. Là mẹ hay ba hay là ông bà? Dạ ba. Lý do sao ba không chịu? Lúc đó ba thì biết Ngân thì quê ở xa, thấy Ngân có con rồi. Ừ. Rồi kiểu như thấy vậy là không chấp nhận. Ba em nói nếu như hai đứa đến với nhau thì đi ra khỏi nhà, không ở nhà này được. Và em đi. Dạ. Nhưng em thì hạnh phúc của mình tự chọn. Ừ. Không có ai mang đến cho mình được. Ừ. Thế còn bây giờ thì sao? Giờ cũng không liên lạc mà. Không liên lạc luôn hả? Mẹ em mất sớm, rồi cha em bước thêm bước nữa. Bao nhiêu lâu rồi em chưa liên lạc với ba? Gần 2 năm, em bước ra đi là không liên lạc. Nghĩa là bước ra khỏi nhà là đi qua nhà vợ ở luôn, dạ. Hay là qua nhà ai? Qua nhà vợ ở luôn. À. Em tên Nguyễn Văn Minh, hôm nay em 33 tuổi, à. Em đến từ Củ Chi. Củ Minh Chi. Đến từ Củ Chi. Dạ. Công việc của Minh hiện giờ là gì Minh? Dạ, ở nhà giao hàng cho vợ. Vợ giờ bán hàng online à? Vậy hả? Giờ bán hàng dạ. online đúng không? À, rồi, mời vợ Minh giới thiệu về mình. Dạ, em là Lê Thị Kim Ngân. Ừ. Hôm nay em 35 và hiện tại công việc là bán hàng online. Những cái đặc sản ở quê miền Trung, tất cả các loại mắm, mắm nêm, mắm mực, mắm đủ là mắm. Kim Ngân là bán hàng online là lâu chưa? Dạ, sau khi bị bỏng là em bắt đầu bán, tới bây giờ thì tính ra cũng gần 4 năm. Thôi sẵn đây hỏi luôn. Tại sao là bị bỏng vậy? Dạ em bị người chồng cũ dùng xăng gây ra bị như vậy. Em thì em bị trước Minh hơn 1 năm. Ừ. Dạ em bị năm 2019, tháng 3 2019. Cái sự cố nó xảy ra là người chồng của em á, vì chơi banh bóng, cá độ đá banh á, rồi nợ một số tiền. Thì trong một phút mà kiểu như nông nổi, không có suy nghĩ thông á, mới dùng xăng lúc đó nửa đêm mà đốt tính cả hai vợ chồng cùng đi với nhau. Với lại hai đứa nhỏ nữa đúng dạ. không? Tính là cả nhà cùng đi luôn đó. Rồi hai đứa nhỏ có bị gì không? À, dạ may mắn là lúc đó em rất là tỉnh táo, mặc dù mình đang bị lưỡi trên người á, mà vẫn mở cửa và chạy, hai bé nó chạy ra ngoài và hai bé nó không. Rồi cái bạn chồng của em bị có bị gì không? Cũng bị. À, hiện tại thì phải trả án những cái gì mà mình đã gây ra. Trước hết là anh xin thật sự là xin xin lỗi vì đã gợi lại cái câu chuyện này nó không có vui gì. Nhưng mà thật ra như chúng ta cần phải nói ra một cái lý do vì sao chúng ta lại có một cái hoàn cảnh cơ như thể vậy. Một cái hoàn cảnh như thế này. Đó thì thật sự là anh xin được chia buồn và chia sẻ với cái câu chuyện nó không có vui gì cả. Dạ. Nghe. Còn Minh sao? Minh là khác nữa đó. Em đi làm về xe nó bị hư. Ừ. Rồi em ngồi em sửa bình xăng. Ừ. Trong lúc sửa thì em có đốm thuốc đó. Nhưng bất cẩn bỏ bên cái bên. Quên đúng không? Lúc dạ. này em quên đúng không Minh? Dạ. Em bỏ điếu thuốc hả? Bỏ điếu cái bên á. Là đây anh xả xăng. Sửa bình xăng á mà trời đi hút ơi. Thuốc nó phật rồi nó cháy hết người không, hay là nó chỉ từ mặt cho tới tay? Từ cái mặt tới cái bụng với tay thôi. Ai cứu em cái lúc đó? Dạ người nhà em cứu. Em về tới nhà rồi hả? Dạ. Anh hỏi cái tế nhẹ xíu nè, bây dạ. giờ là hai cái vành tay là nó lúc đó bị hoại tử nên bác sĩ không giữ là được. À bị hoại tử. Ừ. Chứ nếu như không hả giữ lại là nó ăn sâu vô. Ừ. Thôi mấy câu chuyện nó không có vui. Nghe bây giờ chuyện... tôi thì tôi biết rồi à. Nhưng bây giờ tôi phải hỏi để cho hai bạn này nói ra cho Quốc Thuận với lại quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son, hai bạn này gặp gỡ ở đâu, gặp trong cái hoàn cảnh nào, và dạ. khi gặp thì cái ấn tượng các bạn về nhau ra làm sao. Thế nên là nãy giờ cũng đang suy nghĩ. Minh kể đi. Minh kể Minh. Hai chồng tình cờ gặp nhau qua cuộc ca phẫu thuật miễn phí. Vợ em có ghẹo, lúc đó là cái quần chị em lớn hơn 2 tuổi. 2 tuổi. Dạ. Vợ em cũng giỡn cho không khí anh phong trào cho nó vui vui các chị em rồi, nên vợ em ghẹo em nói thôi giờ tao không chồng mày không vợ, thôi tao mới yêu nhau đi, thôi tao mới yêu nhau đi. Ừ. Lúc chưa, đó chưa lúc đó là đã nhập viện rồi, đã quen nhau là bao lâu rồi? Lúc đó là biết trước nhau mấy tháng rồi. Cái lúc mà biết nhau á là dạ. ở có chung sớm hay sao?
gần nhau thôi anh. Gần nhau, dạ, đúng rồi. Cách nhau 7 cái số. 7 số, dạ. Rồi. Em thì dân Củ Chi mà thiệt tình lắm. Ai ghẹo sao mình nghĩ vậy? À, chị nói sao em nghe vậy đó, phải không? Dạ. Nhưng mà mình có bị xao xuyến bởi cái câu nói của chị ấy không? Có. Cái lần đầu tiên mà em gặp bà xã là em có cảm thấy trong lòng đã thích chưa, đã xao xuyến chưa? Trong lòng em rõ là rất mến. Mến chị ấy, dạ. Đúng chưa? Cô này thích ổng này không? Em có thích ổng không mà tại sao em lại dùng những cái lời ông bướng em ve vỡ lỏng. Cái lúc đó thì em không có nghĩ gì. Thật sự không có một cái chút gì gọi là thích hay mến. Tại vì bản thân em là đang lúc đó trong giai đoạn mình vừa tổn thương thể xác lẫn tinh thần, cho nên là hầu như cái vấn đề mà nghĩ tình cảm là em không nghĩ. Thời điểm đó chồng em là một người nhút nhát, rồi kiểu như rụt rè thu lại như là một chui trong vỏ ốc vậy đó. Mình muốn kiểu như lôi bạn đó ra để cho bạn đó hòa đồng với mọi người đó. Đó. À, đó vậy thôi, rất là lười vận động. Những cái người bị bỏng là phải vận động nó mới hạn chế co rút. Ngồi nói chung là em dẫn mọi người đi để mổ, thì trong đó có mình thì em ngồi em nói em mày bóp giùm tay tao miếng đi, nhức quá à. Rồi cầm bóp bóp vậy đó, rồi anh cũng ngại ngại ngượng ngượng, thì kiểu như mình nói giỡn một cái câu nói thôi. Ai ngờ đâu tin thiệt. Minh là thật sự là có bị coi như là suy nghĩ với cái câu nói này của Ngân đúng không? Dạ. Ta xiến về ngủ không được luôn anh. Ra là em mà không có một ý gì hết. Em nghĩ gì hết đó. Lúc đó nói xong rồi thì em cũng như là em nói rồi thì thôi, em đâu nghĩ gì đâu. Rồi ra căng tin thì em gửi mọi người vô nhập viện hết rồi. Em xuống căng tin em ngồi với một bé phóng viên, hai vợ người nói chuyện, anh cứ ngồi bên cạnh giày. Ủa sao đi về đi coi chi đây vậy trời, cứ ngồi cười hoài nhìn hoài không chịu về. Nó cho anh về trước đi, người ta còn công chuyện nữa mà, đâu về chung được đâu. Ngồi chờ hoài, chờ gần 2 tiếng chắc vậy đó. Mà lúc đó không nghĩ luôn. Lúc đó là Minh cũng đã biết về cái hoàn cảnh của Ngân rồi đúng không? Dạ, dạ biết, có nghĩa là đã chơi chung, gặp nhau chơi chung, xuống nhà chơi hoài. Rồi khi nào thì mới bắt đầu mạnh dạn tỏ tình với chị ấy? Dạ khoảng 4-5 tháng sau. Rồi rồi. Lúc đó là mạnh dạn kêu bằng em rồi. Chị cho em gọi chị bằng em nhé. Nó thôi giờ em cũng ở mình với hai đứa con, thì anh giờ cũng gia đình thì cũng ở mình, thì thôi bây giờ hai hoàn cảnh nó giống nhau, mình cho hùng gạo hợp tác nấu cơm ăn đi. Trời ơi, nói chuyện như nói chuyện hội nghị vậy luôn á hả? Trời ơi, giống như nói trong hội nghị vậy. Nhưng mà thật ra cái câu nó dễ thương lắm nha chị. Đó. Và Ngân ơi, cho anh hỏi nè, trước đó là em có nghi nghi là ông đè ổng kết mình không? Nói chung là không bận tâm luôn. Không bận tâm cho nên bởi vì khi em nghe cái câu đó của ổng thì cái phản ứng của ổng Ngân như thế nào? Cái lúc trong thời điểm đó là đang dịch, là nói kiểu như nói trên mạng thôi, như live stream với nhau, rồi trong phòng đó là 4-5 người, cũng có những người chị kia nữa. Mấy chị đó thì cũng chọc ghẹo vậy, rồi nói vậy thì em cũng nghĩ là nó giỡn. Vì nó giỡn thì mình giỡn lại, nói giờ mày muốn tao mà chấp nhận mày thì mày phải biết đi chợ nấu ăn nấu cơm, biết chạy xe đi. Lúc đó là em ở quê, còn chồng em là ở thành phố. Và lúc đó dịch sợ, trong đây sợ quá, cái về quê tránh dịch. Nghĩ đó mà chắc cũng nó giỡn với nhau trên mạng. Cho nên em giỡn lại. À, em giỡn lại, em cũng nói vậy đó, em nói mày cái mày tao mà. Rồi lúc đó anh nói là sao? Cười mình cười không à, không biết trả lời. Thôi bây giờ mình chuyển về cái vợ chồng son là một chương trình rất là hạnh phúc. Minh nói cho chị nghe coi, cái lần mà Minh báo với gia đình á là có bồ, thì cái phản ứng của gia đình sao? Thì lúc đó gia đình không ai chấp nhận. Là mẹ hay ba hay là ông bà? Dạ ba. Lý do sao ba không chịu? Lúc đó ba thì biết Ngân thì quê thì ở xa, thấy Ngân có con rồi. Rồi kiểu như thấy vậy là không chấp nhận. Nhưng mà ba... Lúc đó em thuyết phục làm sao? Em nói với ba. Em không thuyết phục gia đình luôn. Nói chung là ba không cho hai đứa đến với nhau. Ba em nói nếu như hai đứa đến với nhau thì đi ra khỏi nhà, không ở nhà này được. Và em đi. Nhưng em thì hạnh phúc của mình tự chọn. Không có ai mang đến cho mình được. Thế còn bây giờ thì sao? Giờ cũng không liên lạc. Không liên lạc luôn hả? Mẹ em mất sớm, rồi cha em bước thêm bước nữa. Bao nhiêu lâu rồi em chưa liên lạc với ba? Gần 2 năm, em bước ra đi là không liên lạc. Nghĩa là bước ra khỏi nhà là đi qua nhà vợ ở luôn? Dạ. Hay là qua nhà ai? Qua nhà vợ ở luôn. Cách đó mấy cây? 7 cây số. Lúc đó mà khi mà Ngân biết câu chuyện đó thì Ngân như thế nào? Ngân nghĩ đơn giản là cuộc sống mà bây giờ hai đứa như thế này rồi, nương tựa với nhau. Còn cái vấn đề mà chỗ ở hay là nhà cửa thì không quan trọng, chủ yếu là sống hạnh phúc bình yên hay không. Là nói là thôi giờ cứ về để ở, hai đứa lai bán hàng, buôn bán hàng, sống mưu sinh, chăm sóc cho nhau. Khi mà em thấy Minh tới nhà mình nói về cái việc mà Minh phải đi ra khỏi nhà như vậy á, em cái cảm xúc của em nó là sao? Cái thời điểm đó thì cảm thấy thương, xót ruột, tại vì mẹ mất từ nhỏ rồi. Bây giờ hoàn cảnh như vậy, côi cút vậy rồi, rất là khó tìm được một cái người nào đó mà đồng cảnh ngộ như là ba Minh mong muốn, là muốn tìm một người lành lặn cái này cái gì đó. Thấy Minh cũng
thiệt tình. Nói chung cái điều quan trọng là mình cùng cảnh ngộ, nó dễ hiểu nhau lắm. Thì mới nói thôi, bây giờ mình chấp nhận cùng sống để cùng chăm sóc cho nhau. Chị thấy nếu như chương trình này mà nhiều khi ba hoặc là chị gái của mình có coi á, chị nghĩ là chắc là ba với lại là mọi người trong gia đình sẽ suy nghĩ lại. Vân á, thì Vân nghĩ là nếu như anh với lại là chị của mình mà thấy có xem được á, thì Vân nghĩ là nên mở lòng với bạn Minh, với bạn Ngân. Ba cũng biết về hoàn cảnh của Ngân mà, đúng không? Cho nên là ba cũng sợ là nhiều khi Ngân cũng có các con nhỏ rồi, bây giờ hai vợ chồng như thế này rồi, không đủ sức, không biết rồi lo cho các con như thế nào nữa. Sợ là hai đứa người lớn chúng ta sẽ có những cái nỗi lo mà chúng ta không hiểu được đâu. Nhưng mà như chị Vân nói, sau khi chương trình này anh hy vọng rằng là mọi thứ sẽ được hóa giải. Đúng rồi. Và các em sẽ về với gia đình, một cái gia đình lớn. Nhé. Mình có muốn về nhà gặp ba không? Nói chung thì cha mẹ không gặp. Đúng rồi. Bây giờ là cái lúc mà ba nên mở lòng. Ba sẽ thương Minh cũng như là thương Ngân nhiều hơn nữa. Bởi vì Minh chịu thiệt thòi nhiều. Ngân rất là xúc động. Em có muốn nói gì với ba? Ngân. Cả hai đứa đều nói một cái điều gì đó với gia đình. Đúng rồi. Tụi con quyết định một cái khi mà được chưa sự cho phép thì đó là có thể là một sự nông nổi. Cũng không biết có được gọi là ba không nữa. Mỗi lần mà khi mà có một bữa tiệc đó, mỗi lần này chồng của con hát là đều ác bà dịch về cho, rất là xúc động. Thì con nhận biết là chồng rất là thương ba, rất là muốn được về gặp. Nhưng mà cả hai người á, cái cảm giác như là có một cái gì đó mâu thuẫn, khúc mắc lớn, hoặc là một cái lòng tự trọng hay một cái gì đó con không biết. Thì đến ngày hôm nay thì bây giờ đã có cháu rồi, thì cũng hy vọng là mọi cái đó nó xua tan, nó bỏ qua, để mà con cháu nó được có một nơi, ví dụ tới đây một ngày lễ nó cũng có một nơi gọi là cội nguồn đó, cội nguồn để cháu nó về. Nhiều lần con khuyên chồng là mình làm con, mình nhường nhịn một chút, mình hạ mình xuống. Nhưng mà thực sự chắc có lẽ là khó. Vậy lúc vợ chồng thì con cũng có khuyên, nói mình là con mà kệ, mình nhẫn nhịn đi, mở lời trước đi. Nó đúng là mình được. Trong cái cơ hội này Minh cứ nói vài lời chia sẻ với ba, còn tất cả mọi chuyện nó còn là ở ba nữa. Ba có mở lòng hay không? Chuyện gì nó cũng đã xảy ra rồi, thì em muốn là ba cũng liên lạc bình thường với con. Mình chỉ mong muốn vậy thôi. Thôi thì mình mở lòng đi anh, mở lòng để mà mình nhận con, nhận cháu mình. Hồi nãy có gặp em bé trong phim trường rồi, rất đấy là nè, bây đáng giờ yêu nè, để cho ông, cho ông nội thấy mặt cháu nè. Đây con. Đây nè, trời ơi thương quá. Ây ta, ây ta, ây ta. Ôi cưng quá đi tụi mình đó. Nghe. Đây là một cái hình ảnh mà thật sự mà nếu mà nó tất cả những ông bà hay cả những người lớn mà nhìn cũng đều cảm thấy rằng là đáng yêu cả. Đó, thì mong rằng là cả gia đình chúng ta sẽ sớm về thăm ông nội nha. Theo anh thì các em đã làm phải đạo rồi. Đúng rồi. Thôi bây giờ cái phần mà tật xấu của nhà giặt mặt. Hồi nãy giờ bây Minh giờ nó hiền quá. Chả hảo được Minh trước đi. Minh trước đi. Có ỷ lớn tuổi mình ăn hiếp mình không? Có ăn hiếp em không? Có nha anh. Trời ơi. Thấy chưa, nó kêu ăn hiếp là coi như mắt sáng lên liền rồi, thấy chưa. Để đi mình. Chiều ăn cơm rồi cũng phải nhõng nhẽo rồi. Cũng phải nũng nẻo. Cái nhỏ nhẽo với cái ăn hiếp nó khác nhau nè. Nhỏ không làm bắt đầu mới ăn hiếp. Thấy hiền quá rồi. Mọi chuyện mà cái đó phải làm mỹ vậy nghe. Không được nghe chưa. Rồi không làm thì làm gì, có nhéo, có ngắt hay là không làm thì ngắt nhéo, tối là giận hơn. Không cho ôm. Thế thì Minh mong muốn Ngân thay đổi điều gì? Em chỉ mong muốn bớt bớt hung dữ là tí. Cái hung dữ mà dữ nhất á là làm gì? Nó thể hiện ra sao? Có khi muốn cấu xé luôn nữa. Cấu xé luôn. Trời ơi, xé này chắc xé đồ quá thì. Rồi giờ tới Ngân đó. Gom góp nhặt lại là cảm thấy là vô tâm. Sau khi sinh thì nội ngoại hai bên không có ai hết, chỉ có hai vợ chồng. Sức khỏe của em thì nó đã không khỏe rồi. Vừa chăm con nữa rồi vừa bán hàng nữa. Không bao giờ nói một câu mà bà mệt không, hay là mẹ mày có mệt không. Nói chung là không có hỏi han, không có một cái gì tỏ ra quan tâm hay một cái gì hết. Nhiều khi mình nghĩ thôi kệ, chồng mình còn nhỏ dại quá, mình làm gì. Nhiều khi đó ba mày coi lại sao chứ, mẹ mệt lắm, mẹ đau lưng lắm, sao ba mày vô tâm quá vậy. Thấy à, ba thương ba để bụng chứ ba không nói được mà. Để mà không chịu nói ra mốt nó sình bụng đó. Phụ nữ người ta thích nghe, thấy không? Rồi còn gì nữa nè?
vô bếp là hãy cầu nhầu, bếp là của chồng. Nhiều khi ví dụ em thì cái tính hay quên thì mình vô bếp mình lấy cái này mình để chỗ này chỗ kia, kiểu như mình để không đúng chỗ thì thôi, mình đã biết cái tính vợ mình hay quên rồi thì thôi chịu đựng chút đi, vô bếp này kia vậy đó, ở này cái gì đó cằn nhằn ha, thà đừng vô, thà vậy đừng vô. Em thì cứ thích là làm món này món kia, kiểu không phải là nấu ăn mà thích làm bánh kiểu này kiểu kia, bày ra là video mình tương tác trên mạng mà, mà cứ vô bếp là đuổi. Nhiều khi em cảm thấy em không còn là phụ nữ nữa, em giống như là em là chồng còn mình là vợ vậy. Trời ơi, có ham chơi không? Có nha. Chơi gì? Thích những cuộc gặp bạn bè này kia vui vẻ. Có nhậu không? Có. Mà mỗi lần xỉn vô thì như thế nào? Xấu tính thì sao? Như không có làm chủ được mình, không biết mình nói gì, nghĩ gì. Thật ra là những cái mà Ngân nói, anh công nhận đó là những cái tật xấu đó mình. Cái điều mà em muốn mình thay đổi nhiều nhất là cái gì? Mình hạn chế những cái vui bạn bè nhậu nhạc. Bản thân tụi em bây giờ nó đã khác, cũng không phải là mình không hòa đồng được với cuộc sống, nhưng mà mình đã là một thế giới của người khuyết tật thì chắc chắn nó sẽ khác. Và cái điều thứ hai là quan tâm vợ một chút, nó sẽ vun đắp gia đình hạnh phúc hơn. Chị thấy em rất là may mắn, em có một cái gia đình thực sự là rất là hạnh phúc luôn đó. Vợ của em thì nói chung là giỏi giang, yêu thương em hết lòng, mà bản thân em cũng yêu vợ. Cái gì mà mình có được rồi thì mình nên giữ. Em muốn nói đơn giản là em thương Minh bởi vì cái sự côi cút không có tình yêu thương của mẹ từ nhỏ. Đó là một cái sự không may mắn của đứa trẻ đang đến tuổi trưởng thành, tuổi lớn. Bây giờ như hai đứa bé của em cũng vậy. Em cũng hy vọng Minh sẽ rút kinh nghiệm từ bản thân mình từ hồi nhỏ, thiếu thốn tình cảm để mình dành cho con mình. Anh nghĩ là sau chương trình này chắc chắn Minh sẽ thay đổi. Trước khi chúng ta chia tay, anh muốn Minh có một điều gì đó nói với Ngân. Đúng vậy. Không? Tất nhiên là cảm ơn mày. Nhiều người đã nói về thiệt tình nha. Đã dành cho bà hạnh phúc. Em đang rất là nhận được nhiều thứ. Tình cảm của Ngân, tình cảm của hai đứa nhỏ. Và sắp tới đây sẽ là tình cảm của con của các em. Em không lẻ loi, tại vì bên cạnh em còn có bốn tình yêu rất bự, luôn luôn đồng hành. Bây giờ mình có rất là nhiều thứ rồi, chứ không phải là không có gì để mất như xưa kia nữa. Cho nên đúng là rồi. Mình phải sống để là giữ gìn nó, trân trọng nó, để nó sẽ càng ngày càng lớn rộng đúng hơn chưa? Nữa. Đúng mà rồi. Sau chương trình này là em có biết bao nhiêu người thương em nữa. Em yên tâm đi, mình không lẻ loi. Ok. Em tên là Nguyễn Thanh Tân, năm nay em 26 tuổi, và là nhân viên lễ tân khách sạn. Còn em? Dạ, em tên là Thanh Phương, năm nay cũng 26 tuổi, em là nhân viên văn phòng. Hai em là gặp nhau trong trường hợp nào? Tụi em gặp nhau cách đây khoảng 3 năm, làm chung trong khách sạn anh. Thì em làm ở tầng 2, chồng em ở tầng 19. Thì lúc đó là chồng em xuống phía dưới để lấy hàng. Thì gặp nhau lần đầu tiên. Và ấn tượng của em về chồng em là ồ, người gì đâu mà cao quá. Tại lúc trước mấy bạn của em là thấp tầm tầm cỡ em thôi. Đó, với lại cái nét mặt của chồng em lúc đó hơi lạ, đẹp lạ nên cũng đẹp lạ. Rồi khi mà em gặp cô này thì cái ấn tượng của em là như thế nào? Cô này là hiền lạ. Hiền lạ. Dạ. Nói chung là cái ấn tượng ban đầu về nhau của hai bạn nói chung là cũng là tích cực. Đó, đó là tốt đó. Vậy thì bây giờ cái đường tình yêu của các bạn đến nhau như thế nào? Chồng em cũng nhiều lần làm em muốn chia tay luôn á. Sao vậy? Tại mới quen em được có 2 tháng á, cứ kể là anh vẫn còn liên lạc với bạn gái cũ. Em ngồi sau lưng hát cho chồng nghe thì chồng nói là bạn đó hồi xưa cũng hát cho anh nghe giống như vậy. Rồi bạn đó trắng, cao, dễ thương gì đó, khen ở đó trước mặt em vậy đó. Thì em nghĩ, ủa? Vậy có phải là kiếm mình là để thay thế hay không? Hay là như thế nào mà lại nói như vậy? Đặc biệt là bạn này, nhiều bạn nữ lắm. Nhóm chơi là có mỗi mình chồng em là nam thôi. Đi chơi mà toàn uống nước với nữ không à. Vậy á. Không ghen sao được. Nhưng mà trong cái tình yêu của các em á là có trơn tru không? Tới 3 năm mà. 3 năm. Có 1 năm là tụi em yêu xa, cho nên là cái khoảng cách thời gian, cái khoảng thời gian đó rất là khó khăn. Cái thời gian làm xa là làm ở đâu cơ? Dạ em lên trên du thuyền á chị. Đi trên biển suốt luôn. Dạ đúng rồi. Trời cả năm trời luôn. Dạ. Trên cái thời gian trên tàu thì là có đồng nghiệp nữ đúng không? Dạ cũng có nhưng mà ít hơn nam nhiều. Cho nghĩa là đồng nghiệp nam. Dạ. Em có ghen với đồng nghiệp nam không? Trời có chứ. Tại bạn này á, lúc mới quen làm cho em nghi ngờ về giới tính rất là nhiều. Đi ra đường thấy bạn nam nào xấu muối là ôi tướng nó đẹp quá em. Cũng khen nữ rồi cũng khen nam. Coi hình nhiều khi đao hình những cái anh xấu muối vậy để mà hình máy tính vậy đó. Nên em nói ủa có phải là lấy mình làm bình phong không? Em đôi khi cũng sợ sợ. Suy nghĩ. Rồi em có thử đúng không? Cũng có thử. Ông thử cách nào? Lúc yêu nhau á. Dạ, em cũng thử coi có phản ứng gì không. Mà có không? Dạ có. Em hỏi bạn này, em test đến lúc nào thì em tin rằng anh này là chính cống? Tới giờ thỉnh thoảng em vẫn còn nghi. Nhưng mà cái chi tiết mà đau hình 6 múi về coi. Dạ, cái đó là cho động lực của em để tập thể dục. À, trong chuyện khác đúng không? Dạ, đẹp lắm à. Ủa là trước khi là cưới nhau thì em có phát hiện anh này điệu không? Cũng chưa thấy nhiều đâu anh, mà về rồi á, cũng đâu mới thấy. Điệu sao vậy? Điệu như thế nào là điệu chứ em cũng điệu vậy? Xịn nước hoa rồi. Sao em điệu? Dạ,
chồng em á rất là thích đi shopping, tháng nào cũng bắt em phải đi mua cái áo này, mà mua cái quần này, mà đặc biệt là áo là phải ôm vô để thấy được body, để thấy được ngực rồi eo gì đó, rồi đi tập gym nữa để giữ dáng hình cho nó đẹp. Rồi sao nữa? Xịt nước hoa lúc nào đi ra ngoài đường cũng vậy là chị. Còn em thì đơn giản hơn, đi chơi thì mặc đồ bình thường thôi, thoải mái thôi. Ví dụ mà đang nói chuyện với chồng á, cái nhìn qua cái thấy chồng đang nhìn gương chứ không nhìn mình. Rồi còn có một chi tiết là em sực nhớ ra là bữa đó cả nhà gia đình chồng em á với em đi đầm xe nước, thì có mấy bạn là dòm chồng em vậy nè, thì như người ta thì mình đi chỗ khác đi, chồng em không đứng mà làm kiểu ưỡn ngực lên. Sao thân tại sao em lại đáp lại cái ánh nhìn của bao chàng trai kia? Lúc đó là em cũng không có để ý nữa, cho nên là cứ đang lo chơi với vợ thôi, chứ không vợ nói thì mới bắt đầu quay qua để ý. Không, nhưng mà chị nói cho sở dĩ mà anh Bin á là ai mà nhìn ảnh á, mấy bạn này mà nhìn ảnh á anh chạy liền. Lý do tại anh không tập gym. Những bạn mà tập gym á là bạn rất show, đó là một cái bệnh chung của những người tập gym. Cho nên thực sự nãy giờ những cái điều em lo là thôi em bỏ đi, delete đi, đừng có lo. Không cái gì cả. Không cái gì cả. Vấn đề ở đây là cái trách nhiệm, cái nhiệm vụ. Đó, cái nhiệm vụ anh ấy trả có bài phải có đầy đủ hay không? Đó. Và trả bài có thuộc hay không? Đó. Rồi, bây giờ ngoài cái đó ra thì ông chồng em có cái điểm gì nó đặc biệt không? Đặc biệt nhất là của chồng em là chỉ có điệu thôi. Với lại vì giữ thể hình quá nên hay nhìn anh á, đó làm cũng em bực mình nữa. Con trai vậy anh có chút xíu cơm mà em đút. Không phải do những người tập gym người ta ăn có chế độ đó, đúng không Tân? Dạ đúng. Đúng vậy, ăn nhiều quá là phiền. Em sợ chồng em yếu thôi. À, như vậy là không phải là quên bài, ăn ít cho nên bị quên bài. Không đủ năng lượng. Rồi bây giờ tới Tân đi. Dạ. Nãy giờ cô ấy phản pháo em quá. Cô vợ mà thấy em gọi là hiền mà hiền lạ. Vậy thì ở nhà về, ở chung nhà với nhau rồi có hiền nữa hay không? Dạ. Hay là bắt đầu nó lộ rồi? Bắt đầu lộ. Sao lại bắt đầu bữa? Dạ. Vợ em có cái tật ghét chanh. Hả? Ghét cái trái chanh đó chị. Trái chanh mình hay dùng để uống á. Thấy trái chanh mình thấy cái gì đó rất là ghê gớm. Thấy một cái là né liền, là coi như là đang làm thì là dừng lại, không có làm gì nữa là dục luôn. Trời ơi, sợ trái chanh hả? Trời ơi, sao sợ trái chanh vậy? Sợ chanh đúng. Ủa sao kỳ vậy? Sao kỳ cơ? Dạ tại hồi bé thì em hay bị ho. Cái má em thì bắt là phải ngập một lá chanh muối vô để cho nó đỡ ho. Mà em thì từ hồi bé nó thích cái gì nó đẹp đẹp cơ. Còn trái chanh nó bữa đó nó vàng nó đen quá em không thích. Em sợ mà mẹ cứ nhét vô đó. Cái kể từ đó thì là em ghét luôn, em sợ luôn. Thấy là không bao giờ ngồi gần, không bao giờ chạm, không bao giờ đụng vô hết. Thì ra là vậy. Nhưng mà anh hỏi nè, chồng em có phải là một người mà rất là gần gũi, rất là dễ hòa đồng với mọi người không? Chồng em á, sau khi mà lấy em rồi á thì còn chơi nhiều với nhóm bạn gái không? Ngày trước là em nói là nguyên nhóm bạn của mình là ổng là anh trai đúng không? Rồi sau khi lấy rồi là cái nhóm nó còn không? Nhiều nhóm không chị, chứ không phải là một nhóm nữa. Lại thêm nhiều nhóm nữa. Nhóm cấp 3, nhóm đại học, nhóm chỗ làm cũ, chỗ làm mới, nhiều lắm. Rồi thời gian đâu mà để mà tiếp các nhóm? Lúc mà mới lấy về thì hai vợ chồng cũng có cãi nhau một lần, cũng lớn. Tại vì em nghĩ là đã kết hôn rồi thì mình phải sắp xếp lại thời gian. Đó thì hai vợ chồng mới thỏa thuận là đó, mỗi tuần thì mỗi người sẽ có 2 ngày để đi chơi với bạn của mình. Bây giờ vẫn vậy. Rồi bây giờ còn em muốn bà xã mình thay đổi gì? Bớt ghen rồi cho em đi chơi nhiều. Còn ghen đó hả? Tại vì nhiều cái làm em không tin tưởng được. Thứ nhất là cái chuyện hồi xưa nè, em mua tặng chồng cái áo khoác. Chồng đi quay phim chung với chỗ làm chung đó, thì chồng có kể em là cái bé đó chắc thích anh sao đó, hay rủ anh đi uống nước với xem phim mà anh chưa có đi. Rồi bữa đó em mở hình chồng em chụp ra thì thấy bé đó đang mặc ngay cái áo khoác em tặng chồng. Trời. Trời, ghen là đúng rồi. Đau đớn gì đâu. Rồi sao nữa, trời, ghen là quá ghen. Xé cái áo đó phải không? Em đến độ mà em cấm chồng không được mặc cái áo đó là thứ hai luôn. Không được mặc luôn. Tân có muốn thay đổi gì nữa không? Dạ, thay đổi bà xã thì thương em nhiều chút, càng nhiều hơn thôi, chứ không có thay đổi gì nhiều. Thấy chưa? Tại vì ghen quá cho nên là theo Tân nghĩ nghĩ là hết thương mình á, bớt là bớt thương. Ta ghen ta mới thương chứ, thương mới ghen đúng không? Dạ, chồng em không biết ghen. Ủa vậy hả? Chồng không thấy ghen. Vậy em có mong chồng thay đổi gì? Dạ, bớt điệu. Đây cặp vợ chồng tương đối là hoàn hảo đúng không? Tụi em ở với nhau được bao lâu rồi? Được gần 7 tháng. 7 tháng rồi. Còn mới quá. Còn son. Nhưng mà nói chung là cuộc sống tụi em tương đối như vậy là hoàn hảo. Thực ra thì cái chuyện mà chồng giữ gìn cái thanh, cái sắc, cái dáng á, tốt chứ không có gì á. Tại công việc mà đúng không? Chỉ có điều là tiết kiệm hơn nữa, bớt shopping lại thôi, chứ còn điệu thì không phải là điệu đâu, ta tự ta giữ dáng chăm sóc nó đó vậy thôi. Còn vợ thì trời, vậy là không có ghen đâu nghe, chứ gặp người khác là banh chành rồi. Dạ đúng á, là đi gặp cái cô kia đó đó. Chưa phải cảm ơn vậy mà cứ than em hoài, nói sao ghen quá trời. Chết em nói rồi. Phải là cảm ơn là gặp em là em mừng hiền. Vậy là sao chương trình này chắc có lẽ em lo hơn đúng không? Cũng hay tìm check Facebook, check điện thoại, check tin nhắn của em. Nhưng mà tại vì chồng em á ngộ lắm, mỗi lần nghe điện thoại đồng nghiệp gọi dù chuyện công chuyện tư gì cũng vậy, đóng cửa để em lại một mình đi ra chỗ khác nghe.
Rồi nhiều khi nhắn tin xong rồi xóa hết lịch sử tin nhắn, xóa hết lịch sử Facebook. Em mà bước vô một cái á vợ về xóa hết trơn luôn, không thấy. Tại vợ em cũng hay ghen nên lại không vậy em hiểu nhầm thì là. Mà chính vì vậy làm em nghi ngờ. Đúng rồi. Thực ra nếu mà đã không có gì thì cứ open ra đi. Cứ để luôn đi. Đâu. Đúng không em? Dạ đúng rồi. Chúc tụi em hạnh phúc nha. Nghe yeah. Chồng son quá. Em cảm ơn anh chị. Dạ xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận và chào toàn thể quý vị đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Yeah. Em tên là Lê Thanh Minh, nghề nghiệp là giám đốc công ty và MC. Như vậy gì giống dạc chứ sợ đó, luôn á. Như vậy là chắc chắn là công ty là tổ chức sự kiện dạ, nè, đúng không? Dạ. Mà em có thể nói chút xíu về công ty của em đi. Dạ công ty của em là chuyên cung cấp âm thanh cho mấy cái event khai trương rồi. Dạ. À, là ở đâu em? Dạ ở Bình Dương ạ. À, em ở Bình Dương. Dạ. Tiệc tùng là ổng cung cấp hết. Trời ơi, thành phố Bình Dương bây giờ rộng lớn mà hạ tầng cơ sở là số 1 luôn. Chị mới xuống Bình Dương, chị mới xuống 2-3 bữa trước. Ở đây thôi, một cái khoảng mà diện tích không bao nhiêu mà có tới 3 cư dân của 3 thành phố khác nhau luôn. Quá dữ luôn. Thành phố Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức. Thành phố Ukraine. Đó, Ukraine. Cư dân Ukraine nhưng mà sống tại thành phố Thủ Đức. Dạ. Thảo Minh ơi, năm nay em bao nhiêu tuổi Minh? Dạ em 37 tuổi à. Dạ. Tổ chức sự kiện xong không có MC đâu, nhào lên làm MC luôn. Dạ à. Đúng ạ. Em bao hết luôn. Bao sân luôn. Dạ. Chà, như vậy chắc cô gái này chắc phải xuất thân là một ca sĩ hoặc là diễn viên, người mẫu gì đây nè. Mời em giới thiệu về mình. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận và tao toàn thể quý khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Trần Thị Ánh Tuyết, năm nay 28 tuổi. Sống và làm việc tại Bình Dương. Em là cô giáo mầm non. À cô giáo mầm non. Dạ. Đoán không? Hả? Đoán à? À chắc lẽ là cái mầm nọ trường mầm non người ta tổ chức một cái chương trình tổng kết cuối năm. Thế là chạy đôn chạy đáo lên mạng truy tìm những cái nơi mà cung cấp thiết bị không ra, vô tình tìm được một cái ông này ông kế bên ở bên trường. Thế là ông cung cấp thiết bị làm một cái tổ chức một buổi lễ hoành tráng, sau đó mình nhìn thấy cô gái đẹp quá ông cô luôn, đúng không? Dạ cái đó là sau này thôi ạ. Sau này cưới thì em mới cung cấp giống như anh Thuận nói. Còn em quen vợ em là đúng trong một bài hát luôn, là trên chuyến xe năm nào xuôi về miền Tây. À rồi, không những cái tình cảm quá đặc biệt luôn. Là hai người biết nhau trên một chuyến xe. Dạ có nghĩa là trên chiếc xe đó mới biết nhau. À em thấy dễ thương quá em tán luôn từ đó. Rồi bây giờ kể luôn đi. Đó. Dạ thì cách đây hơn 7 năm là em mua bến xe miền Tây, mua vé về quê nội ở Cần Thơ. Đó. Thì vợ em là sát chách Cần Thơ luôn, Bình Minh, cách nhau một cây cầu Cần Thơ thôi ạ. Dạ. Thì sao xui sao mà hai người ngồi gần nhau. Chung ghế luôn. Hơn chứ. Dạ. Hơn sao. Ngồi gần nhau. Thì nói chung là lúc đầu là ghét em lắm ạ. Tại vì em sao nói vậy? Nhiều quá. Em nói nhiều quá nghe, em ơi, em tên gì vậy? Là Tuyết. Nghĩa là không có quen á chị. Tức là dạ. Tại vì em quá là hớp trước cái sắc đẹp của cổ. Thành ra dạ. Em bị lầy lội mà em không biết. Dạ, tự lầy lội mà trở thành bị vô duyên. Mà dạ, không hề biết. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng không? Dạ, đúng rồi. Em nói đó, cái cảm giác của em lúc đó đi. Nói nhiều mà nói dai nữa rồi. Ừ. Mà nói mà bất cần coi như là nhìn thấy thái độ người ta. Hơn là sao ông này ông nói nhiều dữ. Cái rảnh đường đi đúng không? Dạ không. Kế bên luôn hả? Kế bên luôn. Trời xui cho em. Cái này xui cho em mà không né được luôn. Hàng ghế luôn. Rồi sao nè. Khó chịu đúng không? Đúng rồi. Sao bằng, mà nói nhiều quá. Bằng mọi giá em phải xin được số điện thoại. Cứ là sau khi xe dừng bến là phải xin số điện thoại. Nó gần ngay cái trạm dừng chân đó. Dạ có cái trạm dừng chân giữa đường á. Dạ xuống thì em coi coi ngồi chỗ nào ăn trưa đó là em cũng mò thấy mò tiếp. Em ơi anh có thể ăn trưa cùng em không? Anh ấy cái ngồi tỏ thái độ liền. Cái gì vậy cháu nội? Cái gì vậy? Có quen biết cái đâu mà ăn chưa? cái này nhưng mà rồi sao lúc đó em có ngồi không hay là em... À ngồi chứ em lì lắm. Em không lì là không có ngày quê là gì. Có nghĩa là từ chối nhưng mà vẫn sẵn vô ngồi luôn. Dạ. Nhưng mà em dân miền Tây mình hay gọi là gì là dê đúng không? Đúng rồi, dạ đúng rồi. Dê, nhìn ông dê lúc đó dê lắm. Nói nhiều mà còn dê nữa. Mà dê mà dê đạo lộ luôn. Trời ơi, thấy có đụng tay đụng chân nhau. Chữ miền Tây là dê đạo lộ. Dê đạo lộ đó. Tại vì ngồi kế bên nhau đó. Đúng cái rồi. Cái kiểu mà xe dằn dằn cái đụng đụng đó. Đúng dạ rồi, không, đúng em rồi. Ngủ. Em giả bộ ngủ. Chứ em không hề buồn ngủ. Dạ, dựa vô cái là thô ra. Trời ơi. Kỳ hết sức. Ngồi bây giờ nè. Ghê thiệt luôn á. Vô ngồi chiều cái chiều. Tới cái lúc mà tính tiền thì ai trả? Em mới vừa kêu với cơm rang thôi. Cái ổng đứng từ xa ổng tìm coi em ngồi ở đâu. Tìm cho bằng được. Em mới vừa ăn được nửa dĩa cơm thôi là ổng lại ổng ngồi trước mặt em liền. Xong rồi em không ăn cơm được. Tại vì ổng ngồi kế bên ổng nói nhiều nữa em không ăn được. Ngại nữa. Ông này sao mà ổng vô duyên mà ổng nói nhiều nữa. Thôi em bỏ luôn dĩa cơm, tính tiền đi ra luôn.
Em tính luôn. Em tính luôn. Ừ. Rồi xong rồi sau chuyến xe đó có xin được số điện thoại không? Dạ được ạ. Lý do sao xin được? Dạ. Lý do sao mà xin được? Nói thôi mà gần xuống xe thì cứ cho số đi. Có gì anh liên lạc, tại vì nhà nội anh cũng gần đây. Có gì anh qua anh mời cà phê. Mà đúng luôn, vừa xuống bến xe vừa thăm nội cái là chạy qua bên đây, qua có cái cầu Cần Thơ à. Mời đúng cà phê liền luôn. Ủa sao vậy em? Gần xuống xe là anh nói nhiều lắm. Anh nói mà sao mà xin được cái số điện thoại đó, mình thôi mình kệ. Không nói nhiều quá, cho đại đi. Cho đại đi, nói nhiều quá nhức đầu quá, thôi mình cho luôn. Cho luôn cái số điện thoại. Em cũng không nghĩ gì đâu, về cũng không trông mong gọi điện hay nhắn tin gì cả. Mà ông điện miết rồi ông nhắn tin miết luôn. Nhưng mà thật ra là trong tâm là không muốn cho đúng không? Không muốn cho mà nói nhiều quá, dai nữa. Cho rồi. Cho rồi đúng rồi. Vậy lý do gì mà sau đó ta rủ đi cà phê lại đi? Đó. Lúc đó là đang còn học bên Cần Thơ á, là nghỉ trưa, giờ nghỉ trưa là phải ngồi. Là lúc đó là ngồi trong quán cà phê đó rồi nói, thôi hẹn ổng ra đây ngồi luôn. Nói chuyện. Ổng hẹn hay là em hẹn? Hẹn trước rồi nhưng mà mình nghĩ là mình nghỉ buổi trưa, mình đi học xong buổi trưa giờ nghỉ trưa đó. Rồi mình thôi kêu thôi em đang ở đây nè, thôi lại đi. Đó là nói chuyện. Không nhớ lần đầu tiên là hai đứa là đi ăn cơm hay là đi uống cà phê? Uống cà phê thôi ạ. Ai rủ? Em rủ. Mà rủ đi cà phê Thanh Thiên Bạch Nhật hay là đi vô cà phê nó hơi vắng? Dạ cái có này... mấy loại cà phê mà, cà phê giống nè, cà phê tròi nè. Cần Thơ nó có cái tum. Cái tum, cà phê tum. Cái tum cà phê tum. Dạ, cái tum á. Thì nó có cái màn sáo. Xuống vô trọng ai thích xả xuống thì xả. Mà kéo lên thì kéo. Nhưng mà người nào mà tình yêu, tình cảm thì ta kéo hở xuống để nhiều lúc nắm tay đồ bên ngoài không có nhìn. Dạ em mà làm rủ vô đó. Dạ em rủ. Là em đi vô cà phê tum. Cà phê tâm. Mà lần có kéo màn không? Đó. Lần đầu tiên là rủ vợ là đi cà phê tâm. Cà phê tâm. Mà em có biết cái vụ cà phê tâm, cà phê lùm, cà phê chòi không? Ý là chỉ địa điểm thôi nhưng mà em cũng đi theo, chạy theo sau mà hai xe có đầu cái xe. Đó rồi xong rồi. Tiêu rồi. Xong rồi tiêu rồi. Dắt tự nhiên dắt mình vô trong này. Rồi. Rồi sao? Cái đầu cái thôi kệ mình cứ vô đại đi, có sao đâu, mình không làm gì thôi. Mà biết ổng về lắm rồi đó. Mà cũng vô tâm. Mà cũng vô. Mà có vô không? Chắc có nghi là có thích em chạy rồi có kéo màn không? Mà kiểu dối lòng thôi. Thì phải thích thì tới vô rồi. Nhưng mà có kéo màn không? Lớp ổng vô ổng kéo màn hạ nửa phân nửa thôi. Ý là lịch sự thôi. Mình nắm tay nắm đồ. Sập xuống cái là em về liền luôn á. Phân nửa thôi, cũng biết khôn, kéo phân nửa thôi. Rồi xong sao? Dạ thì vô làm sao? Tức là em cũng phải đi từ từ. Đó em mình phải đánh từ từ vào chứ mà vô chụp tay cái là về liền. Máu cam liền. Đó nên em cũng dò từ từ, em đi hai ngón tay từ từ vậy đó. Yêu nước đồ ra đầu cũng ngồi. Thì cũng kể là nhà quê nội ở đây, quê em ở đây thì quá là tiện rồi. Anh thì cũng chưa có bạn gái rồi thì mình tìm hiểu vậy đó. Từ. Có tự tạo nên những cái bi kịch cuộc đời không? Ví dụ như là anh rất là thiếu tình cảm. Ý vậy luôn vậy. Anh... Có luôn. Sao mà chị đúng tìm đen em luôn á. Anh giận như chị đang tự bươn chải tự lập đó, nghĩa là dạ. Tự số ấp mình đó. Dạ tại vì lúc đó em cũng 30 rồi. Dạ nên là em dễ nói lắm, em dễ bịa ra lắm. Để đánh động tình thương. Dạ. Mới đi nghĩa vụ về kia đi trong quân đội ra này kia thiếu thốn tình cảm này đó. Đúng không? Rồi. Bên này có động lòng không? Nghe phải cũng động được. Trời ơi, yêu bằng tay mà em nói sao rồi vậy? Rồi sao? Rồi cái tay có. Có. Đi gì nè. Rồi giờ nắm tới đâu nè? Giờ đâu em thử em làm lại coi coi. Đây. Tới đây thôi. Lúc đầu là cái em nắm vậy. Ừ. Cái cũng giật lại. Giật đó. Cái gì vậy? Có gì đâu, nắm tay thôi mà. Cái má la. Cái gì vậy? Nó má đâu la đây, má không có má đâu nữa đây. Cái đầu em nắm. Nắm luôn. Xong rồi lên tới đây cái giật lại liền. Giật tay nữa. Quê vậy. Có nghĩa là tới là có nghĩa là gần tới nách thôi là. Như có điện á. Dạ. Như có điện. Nhưng mà sao bữa đó thường về? Á biết không, có những người á là gì nè, ngồi vậy nè xong là vậy thôi đó, mày để tay mày bê đê quá vậy nè, vậy nè đó, vậy nè đó. Em biết sao không, anh á thì xe hoài y vậy đó, xe hoài á, anh đi nghỉ vụ về xong là cuộc sống anh nó cứ cô đơn vậy mà xe hoài đâu có xe, từ từ có xe lên đó chưa cao không búp ba y vậy luôn à, đó, y vậy luôn đó. Đó. Nhưng mà là sau đó là về là nhung nhớ đúng không? Không, em chạy mất dép luôn. Chạy luôn. Ủa sao vậy? Chạy luôn, kiểu bị sợ. Sợ. Sợ ông ta về đúng không? Dạ dạ. Đó, xong mà rồi cái... vì lý do nào mà em chinh phục được cô gái này? Có nghĩa là sao quá đó, em thấy bị chạy mất dép mà. Đầu về thì xui vô cái là vợ bị mất điện thoại nữa. Sai điện thoại khác, tao có em lưu thì, xuống. Đó em đi show MC cũng đi tỉnh đi đồ nhiều. Em cũng với lại cái này là bây giờ mới nói chứ mà sợ lên xấu thì giờ vợ em nó lại quýnh em nữa. Có nghĩa là đó em cũng gặp nhiều người gái em cũng hay vậy đó, em có tỏ tình vậy đó. Cái kiểu mà mình si cua vậy đó. Thả. Đó, giúp con nào chứ cũng không có, mình phải cũng đặt tâm lắm. Nói chung là cũng gọi là mối quan hệ. Tại 30 tuổi là rối rồi. Dạ, cũng rối lắm. Em sợ ế luôn á. Tại bước qua cái đó nó là khó lắm luôn. Có cái mã này mà có cái miệng nữa. Để cho người ta kể. Rồi sao thì cũng em cũng văng là cũng năm ba cô vậy đó. Thì về vợ em mất số điện thoại. Em thì còn
vợ mất điện thoại là mất luôn số. Thì cũng năm ba cô thì cũng gọi là tìm hiểu mà. Em thấy không ổn này, thấy có bé ở Vĩnh Long là thấy nghiêm túc, tại vì không giật lại đúng không, thì thằng khác nó cũng giật lại. Trong đầu em nghĩ vậy. Chứ bây giờ mà mình sấn luôn mà thì thằng khác nó sấn rồi, đó thì em mới suy nghĩ đầu điện đấy. Anh Minh nè, hỏi anh Minh nào nữa chứ. Em không quan tâm luôn. Bỏ qua mà đúng không? Bắt đầu lúc đó em chơi chiến thuật thôi, đánh nhanh rút gọn, bây giờ cũng chuẩn để bị bước quá qua. Ngon rồi, được rồi. Chuẩn bị bước qua 31 rồi. Đó. Nó thôi giờ mình cưới nhau nha em. Chơi một cái tin nhắn động trời luôn. Trời ơi, nhưng mà em nhận được tin nhắn đó em sốc không à? Sốc rồi, em điện thoại gì cho mẹ nữa chứ. Em nói mẹ có người hỏi cưới con kìa. Rồi mẹ nói sao? Ai? Ở đâu trời? Sao đột ngột vậy, nó ở trên Bình Phước á. Trời ơi, có gặp mặt người ta lần nào chưa? Nó ra rồi. Nó rồi sao? Cái nó hỏi mày về đi rồi tính. Rồi lúc đó em bao nhiêu tuổi rồi? Lúc đó mới có 23, 24 à. Con trẻ mà. Đó. Về có kể cho mẹ nghe là đó thì anh dắt con vô tâm. Chưa, giờ lên sóng chắc biết. Không, bây giờ lên sóng mới biết à. Rồi khi nào thì hai đứa mới chính thức yêu nhau? Dạ rồi sau tin nhắn đó là đúng 3 tháng là cưới luôn ạ. Nhưng mà trong lúc yêu á, anh ấy có nói nhiều như trước đây không? Vẫn còn có lãng nhiều. Mạn không? Vẫn còn nói nhiều, lãng mạn thì có. Nhưng mà em bắt đầu cảm thấy thích ảnh từ lúc nào? Mến mến là hết sợ rồi đó. Là từ lúc nào? Cách nói chuyện qua điện thoại cũng nghe cũng tâm lý. Nó hỏi thăm rồi ăn sáng ăn trưa thường xuyên gì đó. Thấy cũng cảm thấy gần gần gũi. Rồi cái lúc mà anh nói là anh xin cưới em làm vợ đó. Là trong đầu em là em có nghĩ là em sẽ làm vợ anh không? Lúc đó em cũng muốn định lập gia đình rồi. Mà vì người miền Tây mà người ta cũng mê tín dị đoan lắm. Em cũng đi coi bói đấy chứ. Em mới nói rồi, em mới coi tuổi ảnh với coi tuổi em. Cái thờ thấy hai tuổi này cũng hợp. Thôi giờ mình yêu ổng cũng 50%. Thôi giờ 50% còn lại để tin vào cái tuổi tác sau này mình còn vun đắp thêm. Tại em tuổi Sửu, vợ em tuổi Dậu, là nằm trong tam hạp. Bao lâu thì em mới hỏi cưới luôn? Có nghĩa là cái nhắn tin đó là sau 3 tháng là em qua dạm ngõ đám hỏi đám cưới luôn. Là có nghĩa là dạm ngõ với đám cưới là gần nhau đúng không? Dạ gần nhau. Ok, ngồi lưng chút xíu. Chùi răng. Em bị gần cái son á, lên đi cơ. Lên nào. Vui quá, mình vui quá. Giọng này giọng lên em si tiệt cười chết luôn á. Dạ, Lê Nam á, kiểu của em giống Lê Nam á. Em có biết anh Lê Nam? Dạ biết. Đó. Em là học trò của anh Khang, cũng mới quay cái số Bà Chồng Son rồi thôi, Nguyễn Khang. Khang dancer á. Dạ. Rồi tiếp tục. Rồi. Như vậy là sau 3 tháng quý một thôi là coi như cưới luôn đó. Dạ, đưa nàng về Vinh luôn. Mà làm đủ lễ nghĩa đủ hết. Lễ luôn, ba lễ luôn. Rồi nhưng mà là chắc chắn là trong 3 tháng đó là các bạn là giữ cho nhau cho đến cái đêm giá trị đúng không? Dạ. Giữ tới đêm tân hôn luôn. Dạ. Ở lúc mới yêu người ta thì dắt vô tâm vô trời. Mà tới chừng người ta đồng ý rồi á là tại sao không tới luôn mà là tại vì em nghĩ bây giờ cũng sắp cưới rồi. Để cho nó đêm tân hôn cho nó tưng bừng. Đêm đó có tưng bừng pháo hoa. Dạ tưng bừng luôn. Em nói là đêm đó em không ngủ luôn mà. nhưng mà vợ em có ngỡ ngàng không? Dạ. Vợ em có. Em. Cảm giác gì vui. Vui hả? Vui hả? Cảm giác vui à. Mà ổng vui không? Ổng vô không có nói nữa không em? Đi tân hôn có nói không? Ăn nhiều thứ ngon lắm để chuẩn bị mà. Dạ. Rồi còn nói nhiều không? Đêm tân hôn có nói nhiều. Lúc ấy chỉ có im lặng thôi. Không, buổi tối thì không nói anh Thuận. Cái buổi tối thì không nói. Cái buổi mà tắt đèn là không nói. Là chỉ làm việc thôi. Dạ. Còn tới giờ này thì em sáng đèn là bắt đầu nói. Đúng rồi. Tới giờ phút này vợ em nó cũng mong muốn em ở nhà nói ít lại thôi. Kêu em là đàn bà luôn á. Phải nói nhá. Dạ đúng rồi. Nhưng mà ổng nói là ổng nói vui hay là ổng nói mà mình cảm thấy bị phiền phức á, bị cạm ràm á. Nói nó có nhiều cách nói nha. Cảm thấy phiền phức. Cầm ràm. Dạ. Cầm ràm vợ hả? Dạ. Thôi cái đó để bây giờ sẵn cho kể luôn đi. Kể luôn tật xấu đi. Xong rồi, em kể tật xấu luôn đi em. Kể con Minh xấu sao? Nói nhiều nè, kỹ tính, sạch sẽ. Nói chung là thí dụ như cái vấn đề sạch sẽ đâu, là sao mà là tật xấu ta? Có từ ngày mà có con á là nhà cửa phải sạch sẽ, hút thuốc rồi phải ra ngoài sân. Còn mới là ở chỗ nào mà đông người mà có thuốc hút hay là khói bụi gì đó là đưa con vô nhà liền. Rồi đi rước con đi học về á là trước khi rước là phải lau nhà. Quá tốt. Đó. Lao sạch mà ai sẽ. Lao ai là ảnh lao. Nhiều khi về quê chơi Tết á, về quê ở Vĩnh Long á là người ta ăn nhậu đúng không, ảnh không có đâu, dọn dẹp lao nhà. Mẹ vợ thấy mẹ vợ thương lắm. Một ngày có thể lao 3-4 lần luôn á, tại vì có con nhỏ mà có con em. Thì em giải thích tại sao mà chị Vân hỏi mà tại sao mà kỹ tính mà là tật xấu. Kỹ tính nhưng mà em nói nhiều.
Nói trời ơi con không được cho coi điện thoại, ngủ nó phải để điện thoại xa con ra, nó sống rồi nó hại rồi bụi bặm đồ, nói chung là em như con, nói chung là con nít đó, cái phổi nó yếu đó. Em về nhà vợ em mà người như ông ngoại đi là ba vợ em á hút thuốc phải ra ngoài sân. Nhiều lúc bà vợ em bị bực chứ bộ, nói nhà tao mà. Nhưng mà là cái lần đầu tiên mà em mời nhạc phụ em ra ngoài sân hút thuốc á, là em nói làm sao mà để ông đi à, nói ba ơi có con nhỏ, có em con của con nó phổi nó nhỏ lắm, nó bị ho nên là ba đặt sân hút thuốc. Cũng bực lắm nhưng mà vì sức khỏe của cháu của cháu dạ, dạ, cũng thành thói quen á, ba em cũng thành thói quen ra ngoài. Rồi sao nữa, có ghen tuông rồi có không? Tuyệt đó là em không ghen nha. Không không, ổng 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 á, đang kể thật xấu ổng nha. Hay về về lắm, đi đi tới có chương trình nào mà có ca sĩ hay là cái cô DJ nào mà đẹp đẹp là em chụp hình em, mà trong khi có vợ mình đi theo nữa. Mình em cũng bình thường không sao hết. Kêu em là phải chụp hình cho ảnh với lại mấy cô đó nữa đó. Đó. Thì đồng nghiệp, đồng nghiệp bình thường mà chị. Nhưng mà ổng thì ổng có ghen với em không? Ghen dữ dằn lắm. Dữ dằn. Ủa nhưng mà em đi dạy thôi mà. Em chỉ gặp phụ huynh thôi. Không chứ lẽ ghen với học sinh mà mầm non. Thì bởi vậy em mới nói đó. Em ghen với phụ huynh của học sinh. Đó. Nghĩ sao mà thời buổi bây giờ mà đi rước con thì mẹ đi rước đi, bố đi rước không à? Ê, đụng chạm nghe. Đụng chạm nặng luôn đó. Đó. Tôi là cởi cái sơ mi này ra là về tôi đi rước con tôi không đó. Đó. Mấy ông bố kỳ thiệt, để mẹ đi rước đi. Bố đi rước không à? Không rước ở đầu đứng mình nói đây em con em cũng học chung trường đó luôn. Con em mấy mấy tháng rồi? Con dạ, em ba tuổi. Ba tuổi. Dạ. Đi vô kiểu là đứng đồ nói chuyện. Nói chuyện con, với cô hả? Nói nghĩa là phụ huynh á. Trao đổi với dạ, cô. Dạ trao đổi là con nó sao sao á. Thì em ghen. Em ghen. Vô gì tiếp em ra đó. Sao? Em ghen 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 coi cái biểu hiện mặt mũi mình sao? Cái thái độ là trừ mắt em thôi. Dạ. Về là em im luôn. Có tại vì vợ em mà nó biết em giận dễ lắm. Tại vì em không giận là em nói. Đúng. Mà em im. Giận là im. Là em im là nó. Ủa gì vậy? Sao vậy? Sao vậy? Tại vì em im là em giận. Giống như đang phụ huynh mà đang nói chuyện là đứng từ ngoài ra, đứng sau lưng ông phụ huynh, đứng sau lưng ông phụ huynh nha. Nhìn vợ. Đúng rồi, một cái một. Đúng rồi, đã đúng. À, vậy hả? Mà không biết là cái con nhiều vậy nói ít thôi chứ. Còn về quê á, về quê em nhiều khi em xách xem đi chợ cũng không cho đi. Đi chợ mua đồ ăn cũng không cho đi. Sợ mấy ông bán thịt heo á. Giống như là thả hổ về gừng vậy đó. Sợ đi lung tung. Ghen dữ vậy không? Em không biết luôn mà mặc dù là mình xong rồi mình nói ủa có gì đâu ghen ta. Nhưng mà ví dụ bây giờ luôn nè, tí nó ra ngoài ví dụ mấy anh quay phim mà đứng gần vợ em cái là em lên liền luôn á. Ghen đó. Thì em là cái máu. Nó là cái máu hay sao á, mặc dù là em đi với mấy dancer DJ rồi nhiều lúc ca sĩ rồi thì cũng gặp kè chụp hình thì cũng bình thường. Mà vợ em nó cũng nghĩ bình thường nhưng mà em thì lại ghen. Em không hiểu cái đó là ăn vô máu à. Thôi gì đi. Ta ghen bệnh rồi, cái đó ghen bị bệnh á. Thôi kể từ giờ chắc nói chuyện không dám nhìn mặt vợ đúng em. Đúng rồi, nhìn mặt vợ em. Mất công nó nhìn mình bằng đôi mắt mang hình viên đạn. Mình đi, hoặc là nhìn chị nè. Đó. Em ơi mà không biết sao không biết cái này có thuốc chữa không nè. Cái có thuốc gì không chứ mà em ghen quá nhiều lúc em cũng bị mệt chứ chị. Ghen bị mệt máu rồi đúng không? Dạ. Bị mệt. Nhưng mà đó giờ em có bắt gặp cái trận nào không mà dạ không? Thì giờ em đâu có gì đâu, nhưng mà ý là ghen vu vơ phong long rồi ghen tưởng tượng em, thì ghen trong tâm trí á. Thì bữa đó là em nhớ em đi show về 12 giờ đêm rồi, về nhà cũng mệt, về không thấy vợ đâu hết. Alo, đang đâu vậy? Gằn giọng quýnh quán liền. Em đang đi làm đẹp spa mà cái bà chủ bà điện ngược cho em, chị xin lỗi em dạ, vậy chị làm trễ quá, mấy cái công đoạn này trễ quá là quýnh quán hết trơn. Là không giữ vợ, từ lúc cưới tới giờ là chưa có đi qua khỏi 10 giờ, bữa đó làm tới 12 giờ đêm. Trời, sợ quá rồi. Quạo quọ đúng không? Quạo quọ. Ông đi về ông thấy em đâu sợ xe cổ, đứng xe cổ thứ hai không biết đi không, chơi. Không, trong đầu nghĩ, trong đầu nhảy số vậy, tưởng đi với thằng nào. Đó, không thiệt. Cái đó là thật sự luôn, em điện lắm. Đang đâu? Dữ dằn lắm. Trời đầu là, đầu nhắn tin liền em đang spa để kiểu làm chạy một phát một luôn. Chưa thay đổi là chết. Đứng bên ngoài. Rồi thấy coi có cái xe đó không? Em nhắn tin liền anh ơi đừng có vô nghe, đừng có la um sùm nha, em xin lỗi liên tục luôn. Mà này cũng sợ ổng. Sợ cái miệng. Nào giờ đâu có đi qua đêm vậy đâu, đi tới khuya vậy đâu. Chứ lại sợ bị la nữa. Mình anh nói thiệt, đó giờ là em có chửi lộn với tao mình. Chửi bên bên ngoài vậy. Chửi với chửi lộn mới gây lộn với phụ nữ. Không bao giờ con trai đùa. À, em nghĩ là cũng không gây lộn, nhưng mà cứ như trong công việc mà có giờ thì cũng có tranh luận cũng quyết liệt. Biết sao anh hỏi gì không? Cái giọng của em nó nói chung là nó chèn bẹt à, nó hay lắm. Em gây lộn với ai không ai gây lợi em đâu. Nói chứ anh Út Thuận còn nói như vậy mà. Chết em luôn. Rồi giờ còn tật xấu gì nữa không? Hả? Còn tật xấu gì nữa không? Cô giáo? Dạ không. Có không nhiều còn thôi. Gì nữa đâu. Dạ. Hết rồi phải không? Dạ dạ. Ghen thôi, ghen bệnh. Dạ dạ đúng rồi. Ghen bệnh là quá sạch sẽ. Dạ. Lèm bèm. Dạ đúng rồi. Rồi còn bà có tật xấu gì không cưng? Thật xấu là
cái này không biết là tật xấu hay là bệnh luôn nha. Đó bây giờ mà em phải khui chứ. Nghĩa là lợi của mình mà. Em tại sao em lèm bèm nè? Có nghĩa là em nói cái đó rồi, một lần, hai lần, ba lần, mười lần luôn, không thay đổi. Mà cái việc nhỏ đó, ví dụ như cho con coi điện thoại ít thôi, con em bây giờ nó xài điện thoại gì đâu mà mới, nó xài từ năm một tuổi mấy đó, giờ ba tuổi lại xài, nó tự lướt tự coi TikTok rành. Dạ đó, thì tại vì em có đọc tin tức thì em nói là xài thì con nít xài điện thoại nhiều thì nó sẽ không có tốt. Nhưng mà cứ để đi làm về là thấy mẹ không ấy còn mày. Đó, rồi những cái nhỏ nhặt ví dụ như là lau nhà đồ cho nó sạch sẽ rồi để cho con cái có sức khỏe thì đó. Đó là mặc dù là em nhắc một hai ba lần mà vẫn không nhớ. Không biết là này có bị mất trí nhớ hay là sao, hay là cố tình chống đối. Đó. Cái nghe không phải im lặng là đồng ý, mà im lặng mày tao không làm mày làm gì tao. Đó, em vậy mới thắc mắc như vậy thôi. Im lặng trong sự chống đối. Dạ. Thì rồi. Có như vậy là không có chú tâm vô những cái chồng, lời mà chồng nói đó, chồng đúng không? Cho nên là chồng nổi điên, chồng lèm bèm tiếp luôn. Có khi nào mà em nói mà nó không đúng thời điểm không? Cho nên bà mới bực. Dạ, có những lúc thì cũng không đúng thời điểm, ví dụ như vợ đi làm về mệt. Ví dụ vậy, nhưng mà cũng có những lúc là đang thông thả, cũng đang bấm điện thoại. Thì nói thì cũng vậy thôi chứ không có sửa. Có nghĩa là hiện giờ chồng vợ của em đang bị bệnh ghiền điện thoại đúng không? Bị ghiền điện thoại. Bị ghiền điện thoại. Vậy là bấm điện thoại suốt. Dạ. Thì nói chung là cái này là cũng có một phần là ngoài làm giáo viên thì bán online rồi đó. Thì cũng có, nhưng mà em nói hạn chế thôi, bán cho vui thôi cũng được. Tại vì kinh tế thì cũng không phải là mình phải để làm những việc đó. Em còn cấm luôn mà, em nói vợ em cũng thích là vui rồi vậy đó, mấy phụ huynh đồ tăng hay đặt hàng rồi đó, cứ cầm điện thoại miết. Em muốn thôi để lo cho con. Dạ. Rồi còn gì nữa nè, hai chồng hôm nay ba mấy rồi đúng không? 30 em 37 37 rồi. Dạ. Rồi dạ. Có định thêm đứa nữa không? Dạ cái này mấy cái này thì vợ em mấy bữa nay luôn, trong khoảng tháng nay á, tối đi ngủ rồi tắt đèn hết rồi, anh ơi cho em nhát. Cho em nhát nữa. Cái gì bây giờ Mẫn nó mới có 3, chưa được 3 tuổi, gần 3 tuổi thôi. Coi như là với lại là vợ em là đẻ mổ thì phải xa qua 3 năm thì nó mới có sức khỏe. Với lại là mình phải cho con mình nó lớn tí xíu nữa, nó mới ổn định. Thế là giờ em đang muốn con đứa nữa hả? Tại vì tuổi cũng hợp tuổi luôn. Tại năm nay năm Sửu. Đó. Cứ năn nỉ hoài luôn. Mà em sao? Em không, nói thôi ngủ đi em. Tại sao vậy? Tại vì nãy em vẫn nít là em chưa muốn có thêm đứa nữa. Không thì cái chuyện có con là một chuyện, còn cái chuyện mà nhà nhắc này nhắc nọ lại là một chuyện khác. Dạ, nhiều lúc sợ lỡ cái nó không kế hoạch được, cái nó dính luôn là khổ. Trời rồi rồi em bắt vợ em coi như là dạ. Ở không nhịn đói vậy đó hả? Nhịn đói luôn. Nó nghĩa trong 3 năm nay. Dạ không, có nghĩa là cũng như mà kế hoạch anh. À. Dạ. Tưởng đâu cho nhịn đói 3 năm là mệt. Nhưng mà em chưa thấy ai mà phụ nữ mà mặc dày vậy. Em nói thiệt luôn, gì đâu mà anh ơi, đứa nữa đi anh, đứa nữa đi anh, ta thèm luôn á, ta thèm có con mà. Dạ. Đúng không, mà phải mới mổ cách đây mới 3 năm thôi, phải ít nhất phải 5 năm. Không phải 2 năm là có thể có con được rồi. Dạ nghe. Dạ. Nghe 2 năm là có con được rồi. Rồi vậy xong thì... cái này anh cho em đứa nha. Anh thử nói 2 năm là anh yên tâm rồi. Hãy cảm ơn anh. Nhỏ. Dạ. Nhưng mà bây giờ phải làm liền đi. Dạ. Chứ không là nó qua tới năm sau đó. Ý, giờ là qua năm sau rồi. Là năm Sửu, đó đến năm nay mà. Năm Sửu. Năm nay. Nhưng mà bây giờ mà có là năm sau mới đẻ. Không, nếu bây giờ có liền là nguyên nguyên con luôn. Ừ. Bây giờ là mới tháng giêng. Em sao vậy? Bây giờ mới tháng giêng à. Đúng rồi. Nguyên con trâu luôn. Đêm nay tranh thủ luôn em ơi. Rồi bây giờ mong muốn vợ mình thay đổi điều gì nè? Dạ, mong muốn là em là sau này anh nói cái gì á là chú tâm giùm cái, note lại. Ghi lại và nó sửa thật. Một lần hai lần là phải sửa. Để cho mà anh nói thì anh chỉ là nói những cái đúng thôi, chủ yếu là cho con rồi nó phát triển. Đó là phải nghe, ví dụ đồ đạc trong nhà để cái gì là phải nhớ mình để ở đâu. Để xong hỏi em ơi cái đó đâu, không có hay nhớ quên. Luôn đó. Đó là hay quên đó. Dạ. Tật hay quên. Dạ, nữa đó. Dạ. Cũng là một tật xấu á. Dạ. Dạ. Mong muốn là em là phải chú tâm những cái đó, xong chương trình này về coi đi coi lại và nhớ những lời anh nói. Dạ. Rồi nha em yêu. Rồi tới em yêu đó là mong muốn ảnh đó là ăn uống điều độ vô, hay bỏ bữa, ví dụ nhận sự kiện nhận chủ gì tới nơi là lo làm không lo ăn, người hay uống những lon nước ngọt rồi đó, hay uống không mà uống cà phê lại uống nước ngọt là thay bữa cơm sáng. Là dạ, thay cơm bằng nước đó. Nguy hiểm nha. Dạ. Bỏ bữa với lại nóng tánh, nói nhiều thôi à. Có nghĩa là bỏ ba cái đó. Dạ. Bớt nói nhiều hay là bỏ luôn? Em muốn anh bớt nói nhiều thì em phải
chú tâm những gì anh nói là bảo đảm luôn, anh không nói nhiều nữa. Ừ. Đừng có nói chuyện với phụ huynh nam nữa. Là không nói nhiều. Bị bệnh. Không được rồi, phải đi kiếm một cái thuốc nào đó đừng mà thay đổi cái suy nghĩ của em. Ừ. Thực sự em thấy em ghen em mệt không? Mệt quá, mệt mệt lắm luôn chứ đâu nè, ghen mà... cái đầu nó quay. Ừ. Nó không làm ăn được luôn mà chị nói. Dạ. Thêm nữa nè, tự nhiên mình ghen tự nhiên level mình bị thấp. Dạ. Thiệt luôn, tự nhiên mình thấy tự nhiên sao vậy trời, sao mình cứ dưới kèo hoài vậy mà chị thấy ghen. Tại vì vợ em nhỏ em tới 8 tuổi lận đó, nên là sợ. Sợ không hề. Chị nói em á, bây giờ hả, những cái chuyện mà chứ là hơn một giáp hay hơn hai giáp là chuyện rất là bình thường, mà xu thế là mấy cái cô gái á, mà có chồng lớn hơn tuổi á, là nếu mà biết đúng đường á, là mê chết luôn, mê chồng á. Dạ. Mê mà không những là mê mà còn thần tượng chồng mình nữa. Ừ. Em thấy không, chứ mắc mới vậy em phải ghen. Trời ơi, em kèo trên mà sao phải ghen trời. Ừ. Dạ cha. Dạ. Xong chương trình này phải về nhớ lại những gì nhớ chị hôm là ngày em tin mì đi chị. Dạ. Nói chị nói nghiêm túc. Tại vì tự nhiên ghen á, tự nhiên thấy người mình nó bị hạ xuống. Dạ. Ví dụ như ghen, ví dụ đi, chị nói ví dụ ghen ai mà không có. Dạ. Yêu là phải ghen. Dạ. Nhưng mà mình phải biết giấu tất cả những đó, mình trong showbiz mà. Dạ. Mình phải giấu lại chứ, để. Dạ. Mà cái tư thế mình nó khác chứ. Đúng. Dạ. Rồi. Trời ơi, chứ tự nhiên. Xong tự nhiên... này về em lật kèo lại. Lật kèo lại chứ không chị. Ghen nữa. Lật kèo lại. Đi đi em. Dạ. Thoải mái đi. Cho một đứa nhỏ, cho một thằng con trai con gái rồi. Trai rồi. Trai rồi. Một đứa con gái nằm sủ cho tôi. Trời. Dạ. Ơi, hiểu không? Là nhốt chân ở nhà luôn. Dạ. Hết chuyện bây giờ. Mong muốn vợ mình đừng nói chuyện với phụ huynh nam nữa. Trời ơi, giờ mà công trường người ta mất xã hội đó. Thì nghe. Thì phụ huynh nữ đi đứa con rồi. Thôi, sao được, mỗi nhà mỗi cảnh mà. Nhà ông nội này nè, có bao giờ mà xả đi đứa con đâu. Đó. Ông nội này ông đi tôi không? Vậy là anh. Tôi là tôi rảnh là tôi đi đứa con. À, nhưng mà chị bật mí cho em một điều nghe. Những cái ông mà đàn ông mà đi rước con thường là những người rất thương vợ và rất thương con. Ừ. À em để ý giùm chị cái đó nghe. Dạ. Chi tiết đó. Cho nên em yên tâm là người ta không có bị gọi là say nắng một. Dạ. Người nào khác đâu, bởi vì phải thực sự thương vợ thương con người ta mới nhận lãnh cái trách nhiệm đó. Dạ. Đó, đó. Đây, 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 đây 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 đây. Điển hình là anh Quốc Thuận. Đúng. Dạ. Chính xác luôn. Tôi khẳng định luôn, tôi chưa bao giờ tôi ghen với vợ tôi một cái gì cả. Dạ. Sống rất là vui vẻ nha. Rồi sống an nhàn lắm. Thảnh thơi nữa nha. Vậy cũng nhờ chương trình Vợ Chồng Son về cũng em sẽ thay đổi tư duy. Thay đổi nha, thay đổi nha, nhớ nha. Và chúc cho hai em. Dạ. Luôn vui vẻ nha. Dạ. Và cuối năm nay có một con trâu vàng xuất hiện. Dạ. Sinh nhật. Trâu... trâu nữ. Dạ. Trâu vàng. Và trâu hôm nữ. Nay cái ngày cũng đặc biệt luôn là ngày quay hôm nay là ngày sinh nhật của vợ em luôn. Hành động đi. Happy birthday. Vậy là tối nay luôn nha. Dạ. Nè, tối nay đó, tặng một con đó. Người. Dạ. Nhớ nha. Hành nhớ động nghe. Đi em. Em okay. Có cái gì đặc biệt để mà bày tỏ với vợ không? Nhân dạ em thì xưa giờ em hay làm bất ngờ không à. Nghĩa là sinh nhật 28 tháng 3, 14 tháng 2 là từ lúc cưới đến giờ luôn là em nhiều lúc đang dạy trong trường á, buổi trưa luôn. Em. Gì vậy đang như vậy? Đầu ra tặng quà. À. Bây giờ hôm nay. Thì ngày hôm nay em cũng đó, đứng lên đi. Có luôn. Wow, trời ơi. Nặng ký luôn á. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yeah. Chúc mừng sinh nhật em. Trời ơi, gánh tị quá. Nhẫn đẹp quá à Bin. Đẹp quá. Ơi, chúc hai đứa hạnh phúc nghe. Rồi. Tối nay nha, tối nay nha. Dạ, tối nay ạ. Tròn nhát nha. Rồi, happy birthday em nghe. Rồi, cảm ơn hai em. Sau đây là đi kiếm Yến. Ăn vô lấy dưỡng sức chứ tối nay là dễ sợ lắm đó. Rồi. Dạ. Chút nữa chúng ta gặp lại nhau. Dạ. Nghe. Rồi chào. Xin chào. Rồi. Dạ. Tụi em ở trong chờ chút xíu. Dạ.